xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam vị và các bạn thân mến. Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam là một trong những cuộc chiến hào hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Từ cuối năm 1978, quân dân Việt Nam phối hợp cùng lực lượng cách mạng Campuchia tiêu diệt chế độ Pol Pot, lập lại ổn định trật tự vùng biên, đồng thời giải phóng hàng triệu người dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng những trang viết về sự hy sinh anh dũng của quân tình nguyện Việt Nam trên mảnh đất Campuchia luôn mang đến cảm xúc sâu sắc cho người đọc, người nghe. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Trở lại nong chan của nhà văn Bùi Tuấn Minh qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang. vừa đi ăn dỗ về tôi vừa vội mấy bộ quần áo nhét vào chiếc ba lô sơn bạc thơm tất tả chạy tới mình định đi thật đấy à năm nào vào ngày này vợ tôi đều hỏi như thế tôi gật đầu vì lần này tôi đi thật không ai khác chính tôi là người giải quyết phải tự gỡ những sợi dây mỗi ngày một chằng chịt và lớp làng thiết chặt mình tôi đã sống những tháng ngày dằn vặt bứt rứt Cảm giác nếu không đi bây giờ Tôi sẽ chết ngay trong chính ngôi nhà của mình Bước ra khỏi làng Khi ấy đã quá trưa Nắng như giang tóc Bóng tôi siêu vẹo trên đường Tôi bắt xe ra hàng cỏ Đi tàu vào Nam Đi tiếp lên một bài Ngày thứ ba thì sang đất Campuchia Nhẽ phải 15 năm Không Chính xác là 13 năm 8 tháng Tôi mới quay trở lại nơi này cái nơi đeo bám tôi dai dẳng. Ký ức như một thứ bùa mê dính chặt vào hiện tại. Người ta có thể vì quá khứ để sống tốt, nhưng cũng có người bị ám ảnh mà chết dần chết mòn. Theo đường quốc lộ số 1 nước bạn, tôi đi xe khách đến Phnom Penh. Chuyến xe có vài người Việt sang làm ăn buôn bán. Tôi bắt chuyện với một người quê Tây Ninh rằng cần một người phiên dịch anh ta chỉ tôi tìm khu chợ Satmay ở ngoại ô Phnom Penh. Nơi đây có nhiều người Việt sinh sống. Đến chợ khi trời nhá nhem, có nhiều biển hiệu quảng cáo bằng tiếng Việt lẫn tiếng Khmer. Tôi bước vào một tiệm ghi phở. Quán vắng tanh, chỉ có một người đàn bà nỉnh nĩnh phốt pháp mặc chiếc áo bà ba đang lúi húi trong bếp, giọng miền Nam vọng ra. Anh hai mới từ Việt Nam qua à? Tôi gật đầu ngồi xuống bàn. Đi đâu? Người phụ nữ đặt trước mặt tôi bắt phở nghỉ ngút khói, đầy ắp những miếng thịt bò thái cục. Tìm người. Tôi nói rồi xì sụp ăn. Còn sống hay đã chết? Tôi dừng đũa. Ừ, giá như biết người cần tìm còn sống hay đã chết. Tôi vẫn hay tự chất vấn mình như thế, ngay khi tỉnh cả lúc mơ bóng tối loang lồ Sau khi tôi húp nốt giọt nước dùng cuối cùng, một ấm trà được mang đến. Tôi ngẩng đầu lên. Người đàn bà như những nét vẽ vội vàng nguệch ngoạc trên khổ giấy đèn. Khuôn mặt đôi mắt ấy thi thoảng bừng lên rồi lại tối sầm một cách bí ẩn. Hơi thở tôi cũng trùng xuống, đều đều nhẹ nhẹ. Hai con người cùng tổ quốc ở một nơi xa lạ. Người đàn bà tên Út Liên quê Sài Gòn, có chồng là viên chức người Khmer làm việc hành chính cho chế độ lòn Non, trong một chuyến đi công tác sang Sài Gòn đã gặp và phải lòng cô thiếu nữ người Việt. Bà ta theo chồng sang đây từ trước năm 75. Cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến khi Khmer Đỏ tím quyền. Rồi một đêm, có đám người xông vào nhà, lôi sành sạch hai vợ chồng ra ngoài đường. Các nhà bên cạnh cũng vậy đây là khu của dân trí thức họ chọn ở lại vì pol pot hứa sẽ vẫn sử dụng họ làm những công việc cũ phụ nữ và trẻ em bị đẩy lên thùng ô tô những người đàn ông bị dồn vào một chỗ khi xe lăn bánh những tràng đạn dài vang lên cô biết chồng mình đã bị giết cùng với những người khác út liên bị đưa đến trại tập trung xa thành phố bị bắt lao động khổ sai cô đã định lựa chọn cho mình một cái chết trong số hàng nghìn cái chết đã chứng kiến nhưng cô chọn nhẫn nhịn bị trà đạp bị hãm hiếp đơn giản chỉ vì cô muốn sống cô không muốn chết ở một nơi xa lạ đến bây giờ tôi mới hiểu bước qua địa ngục thì sống sót cũng là một lý do cuối cùng tôi cũng trốn được một người phụ nữ bản địa đã cứu tôi và tôi lại tiếp tục sống cuộc đời của mình cho đến hôm nay trong bóng tối nhập nhòe, tôi thấy ánh mắt người đàn bà từng trải, dường như có những tia máu vằn lên đỏ ngầu. Ánh nhìn mạnh mẽ, nhưng phảng phất sự cô đơn đầy cay đắng. Anh hai cần tìm người dẫn lên nong chan làm gì? Út liền hỏi. Tôi nhắm mắt, khẽ thở dài. Ký ức chợt đẫm loang. Làng tôi úp mặt vào đê sông đáy. Phía sau là cánh đồng mênh mông bát ngát. Hết cánh đồng có dãy núi chày, ngăn cách hai tỉnh Hòa Bình và Hà Tây. Trên núi có chùa Hàm Long, trụ trì là sư thầy còn trẻ, da rẻ hồng hào. Mỗi khi lùa trâu về chân núi, lũ trẻ chúng tôi, trong đó có ngọ, lại kéo nhau lên chùa ăn lộc rơi lộc vãi, khi cái oàn nắm sôi, lúc quả cam miếng giò. Ngọ bằng tuổi tôi, bố nó là liệt sĩ, hy sinh năm mậu thân nhà còn mẹ và cô chị gái hơn nó vài tuổi sư thầy quý hai thằng tôi phần vì khi thụ lộc xong chúng tôi không chạy xuống núi như những đứa trẻ khác mà ở lại quét dọn làm mấy việc lặt vặt của nhà chùa phần vì thằng ngọ có khuôn mặt thiện lành tử tế một chiều bận xuống làng sư thầy nhờ ngọ thỉnh chuông canh đánh ba tiếng sau dần lại dạy nó thỉnh chuông khi thầy tụng kinh bắt đầu là ba tiếng kết thúc hai tiếng rồi ba hồi chín tiếng mấy hôm sau lại nghe nó đánh mười tám tiếng hỏi thì nó thào thào mười tám tiếng biểu thị sự thanh lọc sáu căn sáu trần và sáu thức thầy khen tao đánh như người có căn còn 108 tiếng chuông biểu thị sự thanh tao làm vơi cạn 108 loại phiền não nội tâm. Tôi ngu ngờ nghe nó nói. Lâu dần nghe tiếng chuông là tôi biết nó đánh hay thầy đánh. Nó đánh nghe nhẹ nhẹ, thanh thanh, vang như gió, vút như tiếng sáo diều, rung rinh, khai sắc cây cỏ. Những khi ấy, tôi thường chơi bên ngoài hoặc đi lùa trâu chẳng hơi đâu mà ngồi nhìn cái việc tụng kinh gõ mõ. Một mùa mưa gió thất thường, sư thầy viên tịch vì bị cảm. Nó đánh 108 tiếng chuông. Những thanh âm chồng lên thanh âm, não nề, làm rũ héo cả cánh đồng làng. Hồi ấy, chúng tôi mới 16 tuổi. Thế sau đó ngọ có đi tu không? người đàn bà tò mò. Tôi nhấp chén trà, nước vàng như mật đặc quánh nơi đầu lưỡi, nghĩ chắc cô ta pha ba phần chè, hai phần nước. Lưỡi tôi rìn rít, khà như vừa uống ly rượu nếp nặng, đặt chén xuống, tôi gật đầu. Mẹ nó phải dọa chết mấy lần để ngăn, bà bảo nó phải lấy vợ để có đứa nối dõi tông đường. Ngọ là cháu đích tôn bà chăm ngọ như báu vật của gia đình dòng họ. Thậm chí, đang thời gian nó đi học, bà đã dấm mấy mối trong xã, chỉ chờ học xong là cưới. Trong đám ấy có Thơm, học cùng lớp hai thằng tôi. Thơm có duyên, má lúm đồng tiền, cặp mắt lúng la lúng liếng. Ngọ thích Thơm, tôi cũng thích Thơm. Hai thằng thi nhau lấy lòng mỗi khi có cơ hội. Nhưng Thơm bảo, chỉ thích anh Hùng, Sở Dĩ thầm nói vậy, vì thầy giáo dạy văn của chúng tôi là thương binh bị cụt chân, thầy truyền cảm hứng cho cả lớp với những điều đẹp đẽ anh hùng bằng năm tháng ở chiến trường. Chiến tranh kết thúc rồi, giờ đi học kỹ sư, bác sĩ, làm công nhân để kiến thiết đất nước. Chúng tôi nói với thầy như vậy. Còn lâu nha, muốn hòa bình thì vẫn phải đánh nhau, đi bộ đội là dễ thành anh hùng nhất các cô các cậu cứ chờ xem. Thơm be miệng cười khi nghe thầy nói vậy. Thầy nói như thánh, năm sau thì tổng động viên. Lần này có khóc hết nước hết cái, mẹ cũng không ngăn được ngọ tổng quân, dù thuộc diện được miễn. Ngày lên đường, bà ôm ghì lấy nó, chặt đến mức đừng ai hòng mang được con trai của bà đi. Từng lời dặn dò như những chiếc đinh nhọn hoắt đi nguyên vẹn về nguyên vẹn đừng bỏ lại mẹ như bố mày rồi bà quay sang tôi căn dặn nếu cùng đơn vị phải luôn để ý canh chừng đừng để nó xung phong đầu tiên và chốt lại với tôi tội mày rủ dê nó nó mà làm sao họ phạm mà tuyệt tự thì đừng vác mặt về làng nhìn mặt bà hồi ấy thơm cũng đưa hai thằng tôi lên đường nhưng chỉ đứng một góc sụt sùi hai thằng nhìn nhau rồi gần như đồng thời cùng bước lên xe có lẽ cả hai đều muốn nhường lời chia tay với thơm cho người kia giờ hời thế sĩ bọ thế sau này vào chiến trường đánh nhau ác liệt người chết nhiều như thóc mỗi lần sống sót tôi vẫn hay nhắc nó về giây phút ấy Chúng tôi nhập ngũ vào binh chủng đặc công, huấn luyện ở sư 305 tại Xuân Mai, cách nhà chừng 30 cây số. Sau 6 tháng huấn luyện kỹ càng, cứ ngỡ chúng tôi sẽ lên mạn Bắc, hóa ra lại sang chiến trường ca. Là lực lượng tinh nhuệ nên gần trăm tân binh được phân bổ cho các đơn vị dùng làm lính trinh sát. Tôi và Ngọ biên chế về hai đơn vị cùng sư đoàn. Chiến trường ca ác liệt, Ban ngày, địa bàn ta đềm co cụm chống đỡ Bồn Bốt đánh úp liên tục. Bộ đội bị thương hy sinh nhiều, hầu hết các đơn vị đều thiếu quân, phải căng ra chốt giữ từng cứ điểm vị trí trọng yếu. Trong số tân binh vào chiến trường đợt ấy, Ngọ là một trong những trinh sát rất giỏi nhưng tính cách có phần hơi lập dị. Nhớ một lần tôi và Ngọ cùng vài anh em tăng cường cho trung đội bạn đang án ngữ một cây cầu trên tuyến đường huyết mạch. Tin trinh sát báo về, có thể đêm ấy bồn bốt sẽ tấn công. Chúng tôi khẩn trương bố trí đội hình phòng thủ bên này cầu, đào hố cá nhân, mỗi người được trang bị đầy đủ cơ số đạn. Ngoài ra còn có vài quả mìn K58 và một quả mìn DH10 do Ngọ vác theo số K58 được bố trí sát bờ suối. Riêng quả DH10, sau một hồi quan sát địa hình, ngọ không bố trí dọc cầu mà đặt ngang bờ suối, cách cầu khá xa. Mọi người phản đối vì nếu kích nổ có thể sát thương cả những vị trí tiền tiêu của quân mình. Nếu ai bị thương, cứ đưa tôi ra tòa án binh. Ngọ quả quyết. Hướng của tôi phía trước có ba người, ngoài tôi còn Chiến và Hưng mỗi người một vị trí hướng hỏa lực về phía suối cạn ngọ ở tổ chiến đấu phía sau tôi cả chiều lọ mọ luồn dây điện kích nổ dưới một lớp đất mỏng đêm xuống hàng chục con mắt đổ rồn về phía cầu nơi có ánh đèn vàng lờ mờ lay lắt giữa một vùng đen đặc càng về khuya mọi vật yên tĩnh suối khô cỏ chết cả tiếng côn trùng cũng câm lặng nhưng tôi vẫn nghe được tiếng hàng trăm bước chân đang lần mò, sột soạt, rình rập bên kia cầu. Thần chết ẩn mình trong bóng đêm. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Cái lũ mù quáng chết tiệt. Tôi lẩm bẩm nghĩ về đám bồn bốt. Bọn chúng ngày càng man dợ. Đám chỉ huy nói nếu bị bộ đội Việt Nam bắt sẽ bị chặt đầu. Một thằng tù binh đã khai thế nên chúng sẵn sàng liều chết khi vớt những thi thể bộ đội bị chặt đầu trôi giạt dòng mê công tôi thề sẽ giết bất cứ tên pol pot nào nếu bắt được nhưng tôi đã không làm được thế uinh một vùng sáng lóe lên kèm theo tiếng nổ cắt đứt dòng suy nghĩ là quả mìn k năm tám cài bên kia suối không thấy động tĩnh gì có lẽ là một con nai hoặc đám pol pot đã bịt chặt miệng tên bị thương chúng tôi vẫn chờ đợi ngón trỏ đã đặt trong tay cò. Một vệt sáng phụt dài. Bung! ụ lồ cốt trên cầu nổ tung, kèm theo hàng loạt quả đạn cối rơi trùm xuống phía trận địa phòng ngự, trông như những quả cầu lửa hất tung đất đá. Đạn vạch đường trong đêm chằng chịt, rực rỡ pháo hoa. Cái đẹp vẫn thường dễ chết. Một bóng đèn lao đến. Tôi nghĩ mình chết chắc. Loạt đạn xé gió sượt qua vài tôi tên lính đổ ập xuống trước mặt. Quay lại, tôi thấy ngọ vừa nổ súng cứu mình. Rút về đây, nhanh! Ngọ dứt khoát, chúng tôi lao về phía sau. Vừa lúc ấy, ngọ kích nổ quả h 10 Uinh! Tiếng nổ long trời, một quần lửa sáng rực từ phía phải hắt dọc bờ suối, quét sạch cỏ cây và cả con người. Đám bồn bốt bỏ chạy tàn tác. Chúng tôi trải qua vài trận đánh như thế trong mùa khô năm đó. Bên nào lì hơn, bên ấy thắng. Bước qua những lần sinh tử, cái chết tưởng chừng như cách đúng gang tay, giặc vầy tứ phía, có khi chỉ chờ tự kết liễu đời mình. Thế mà tôi vẫn sống cho đến tận bây giờ, chẳng một vết thương. Thế còn ngọ, tôi lắc đầu nhìn người đàn bà lần dỗ đầu ngọ, mẹ nó vồ lấy tôi gào khóc nức nở. Cỗ làm một mâm gồm mẹ nó, gia đình nhà chị gái, thầy giáo dạy chúng tôi ngày xưa là chồng của mẹ nó bây giờ, và tôi. Ngày ghi trên giấy báo tử là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy ngọ. 16 tháng 7 năm 1982 theo quy định, phải đợi 5 năm sau mà nó vẫn bật vô âm tín, thì thủ trưởng đơn vị mới ký giấy nên dỗ đầu nhưng chả biết còn sống hay đã chết được mấy năm linh hồn đã siêu thoát hay đang lang bạt ở một cánh rừng nào nghĩ đến đó mẹ nó càng khóc thê thiết hơn bà trách tôi sao bỏ nó lại trách tôi hèn nhát trách như chính tôi là người gây ra chuyện này khóc lóc gì nữa chiến tranh mà dù gì nó vẫn là anh hùng tại cả ông nữa nếu ngày ấy ông không xuôi chúng nó vào bộ đội thì đâu ra nông nỗi này bà quắc mắt nhìn đay nghiến ông thầy lặng lẽ nhìn tôi bởi chỉ tôi mới hiểu cái nhẽ này những lần dỗ sau cũng vậy lần nào tôi cũng đến thắp hương cho thằng bạn để nghe bà khóc lóc kết tội tôi lặng im trước giọt nước mắt của những người còn sống năm này qua năm khác, lần dỗ này đến dỗ khác, mong muốn quay trở lại nơi ấy một lần nữa, ngày càng lớn dần trong tôi. Nhất là gần đây, tôi biết phiến quân vùng đó đã đầu hàng chính phủ. Sau những chiến dịch mùa khô, tôi và Ngọ được giao nhiệm vụ trinh sát nòng tràn, căn cứ lớn của quân Pol Pot nằm sâu trong rừng, sát biên giới Thái Lan. Chúng tôi đi đường rừng mất hai ngày, vừa đi vừa tránh dân tránh địch khi tìm được vị trí trú ẩn bí mật bên con suối cách căn cứ không xa hai thằng khẩn trương cởi bỏ quân phục trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần xả lòn và bắt đầu bồi vẽ ngụy trang cho nhau chờ đến tối chúng tôi luồn vào căn cứ xác định kho tàng sở chỉ huy các vị trí quan trọng gần sáng lại bí mật vận động ra vị trí này để vẽ lại ngay lần đi trinh sát đầu tiên ngọ lại cứu tôi lần nữa ngọ phát hiện trên lối di chuyển có mìn chúng tôi không gỡ lần nào cũng bí mật bước qua căn cứ lớn nên phải ba đêm chúng tôi mới xong nhiệm vụ khi chuẩn bị rời khỏi vị trí trú ẩn trở về chúng tôi nghe tiếng bước chân người đang tiến đến hai thằng cầm ak bắn gấp nín thở chờ đợi bóng người đi qua vị trí ẩn nấp. Một cô gái. Cô ta mặc chiếc áo tầm vông nâu đất, chiếc xà rông màu đen. Bước đến tảng đá bên bờ suối, cách lùm cây ẩn nấp chỗ chúng tôi độ chục mét. Cô gái nhìn xung quanh, rồi cởi bỏ trang phục, bước xuống suối. Cô ta chỉ độ ngoài đôi mươi, da ngăm ngăm, mông lằn, cặp ngực tròn trịa, vảnh lên, đầy thách thức và kiêu hãnh. Tôi thích thú ngắm nhìn người dạo dực. Trước giờ, tôi đã biết cơ thể đàn bà là thế nào đâu. Trộm nghĩ đến nàng Natasha bên dòng Volga, ngủ với từng người lính trước ngày ra trận. Những chàng trai 18 đôi mươi. Sao thơm không làm thế với chúng tôi? Đi thôi. Tiếng ngọ phía trước cắt ngang suy nghĩ. Hai thằng gión rén bước ra khỏi vị trí ẩn nấp vừa được vài bước, tôi cố di chuyển đến gần bờ suối để nhìn cô gái lần nữa. tiếng thổi xịt xịt của ngọ ra hiệu vô tình làm cô gái quay lại. thấy có bóng người, cô ta hốt hoảng bước lên bờ vờ lấy quần áo rồi chạy thẳng. khi tôi còn đang bất ngờ chưa biết xử lý sao, ngọ đã từ phía dưới lao lên đuổi theo cô gái nói như quát: «Mìn đấy, Mìn đấy nhưng không kịp. Khi tay ngọ đẩy mạnh được cô gái ngã về phía trước, thì cũng là lúc tiếng nổ vang lên. Tôi lao đến, ngọ nằm gục, cố nén đầu, nhăn nhó, máu xối xả. Tôi vội sờ xuống dưới chân, xương ống phải lòi trắng hiếu, cẳng chân dưới đã gãy đôi. Tôi vội lấy băng gạc cuốn chặt ống chân. Cô gái lồm cồm bỏ dậy, hoảng loạn nhìn, rồi loạn choạng chạy thục mạng về phía trước. Ngọ nhăn nhó lấy từ trong túi thủ pháo, cái sơ đồ dúi vào tay tôi, thều thào. Để tao lại, mày mang cái này về. Tôi nhìn nó xót xa, rồi cầm cái bàn chân đã đứt lìa. Cầm làm gì? Vứt đi! Ngọ nói, tôi liền nhét cái chân vào hốc đất gần đó, vùi đất lên lại xóa các vết máu xung quanh. Cảm thấy đũng quần ướt đẫm ngấm xuống tận gối. Tôi run run cẩn thận vén vết rách rồi đau đớn khép lại. Mắt ngọ đỏ ngầu, ám ảnh. Sau này, ánh mắt ấy cứ khoan sâu, đục đẽo tâm trí mỗi lần tôi đến nhà thắp nhang cho ngọ. Cái di ảnh chảy máu sốc bạn lên lưng, nhưng máu vẫn chảy lót thót qua miếng garo. Tao đau quá, đừng cố nữa, về đến nơi cũng chết vì mất máu. Mày không để tao lại, chúng lần theo thì chết cả hai. Tiếng ngọ vật vã trên lưng. Trước ngực tôi, hai khẩu AK va vào nhau chan chát. Tôi đặt ngọ ở nơi chúng tôi vẫn ẩn nấp mấy ngày qua. Chờ ở đây. Tôi chạy đi trong bóng tối nhập nhoạng, băng qua lối mòn, chẳng đề phòng cảnh giới. Tôi lao qua đám bụi, mặc gai găm vào da thịt, máu tứa ra. Tôi nghe tiếng thơm ơi, trôi tuồn tuột ra khỏi miệng mình. Tôi cứ chạy, chạy mãi. Và anh hai đã bỏ ngọ lại, rồi năm tháng dằn vặt đọa đầy, bắt anh quay trở lại nơi này. Cô chỉ nói đúng với sau. Tôi nói. Người đàn bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi đã quay lại sau khi kiếm được vài đồ sơ cứu từ một xe cam nhông bị bỏ bên đường. Nhưng ngọ thì mất tích. Không có dấu hiệu quần bồn bốt. Tìm khắp xung quanh cũng không một dấu vết. Tôi mang sơ đồ trở về. Hai tuần sau, sư đoàn tấn công và phá được chạy nông tràn quân địch dạt sang đất Thái. Sau trận đánh, tôi dẫn anh em ra khu vực tìm kiếm, khai thác tù binh, ra soát cả những nhà dân gần đó, nhưng không một ai biết tin tức về người lính Việt. Tôi ra quân, trở về quê và cưới thơm. Khi cuộc sống gia đình khó khăn, vợ tôi nhằn nhó. Hóa ra, anh hùng chẳng mai ra ăn được. Tôi khủng lên tát thơm nổ đom đóm đó là lần duy nhất tôi đánh vợ đêm đó tôi ngủ tại nhà út liên tôi mơ một giấc mơ chấp chới trên cánh đồng đầy xác người ngọ ôm chiếc chân cụt với đôi mắt chảy máu gào thét gọi tôi tiếng súng vang lên xéo sắt cào cấu đè lên tiếng chuông mỏng manh thoi thóp thứ âm thanh quái đàn ấy tra tấn tôi tới sáng Sáng hôm sau thức dậy không thấy ai, tôi ra khỏi quán thì một người đàn ông bản địa tự xưng là bạn của Út Liên nói rằng sẽ làm người dẫn đường cho tôi. Tôi đặt vấn đề về giá cả, anh ta nói Út Liên đã trả. Lạ nước lạ cái, tôi gật đầu đồng ý. Người đàn ông Campuchia nói tiếng Việt khá sõi, quan trọng hơn anh ta đã từng có thời gian ở trại nông tràn cùng với nhiều người bị bắt đến đó đào giao thông hào cho đến khi quân tình nguyện đánh tới. Mãi gần trưa, chúng tôi mới bắt xe đi. Những con đường đất ngày xưa này đã giải nhựa đến tận thủ phủ huyện, dân cư đông đúc, khắc hẳn với ký ức bom đạn, tiêu điều. Từ huyện, chúng tôi thuê xe túc túc tới Nong Chan. Anh ta dẫn tôi rẽ vào một con đường mòn cô út liên bảo đưa anh đến chỗ này anh sẽ được thanh thản hơn gần tối xe dừng trước một ngôi chùa chúng tôi bước đi lẫn trong mùi hương khói có tiếng chuông ngân lên từ gian chùa trước mặt tiếng chuông hoan hỉ tinh khiết diệu kỳ như tiếng chuông ngọ thình đánh thức bản giác thức tỉnh chúng sinh thanh sạch những dằn vặt đêm ngày bám dễ cắm sâu vào da thịt này căn này trần này thức này mê này vô minh này hỉ xả này là bản ngã ký ức tuổi thơ tôi bên đàn châu và ngôi chùa cổ chợt hiền hiện trong vô thức quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn trở lại năm chan của nhà văn Bùi Tuấn Minh. Truyện ngắn xúc động về hành trình người cựu chiến binh đi tìm người bạn, người đồng đội đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, thảm họa diệt chủng tại Campuchia xuất hiện sau năm 1975 đã giết hại hơn 2 triệu người dân Campuchia. Không chỉ mất nhân tính khi giết hại chính đồng bào của mình chế độ Pol Pot in còn xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, gây ra nhiều tội ác với người dân vùng biên giới Tây Nam nước ta. Ngay phần đầu truyện ngắn, qua lời kể lại của nhân vật Út Liên, một người phụ nữ sinh sống ở ngoài ô Phnom Penh, chúng ta thấy được phần nào tội ác của chế độ diệt chủng Pol Pot với người dân Việt Nam và Campuchia. Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ cuộc sống bình yên nơi vùng biên, cũng như giúp đỡ người dân Campuchia hàng vạn thanh niên ưu tú của đất nước đã nhiệt huyết lên đường chiến đấu nhân vật tôi cùng người đồng đội người bạn tên là ngọ cũng hòa vào không khí hào hùng ấy dù ngọ thuộc dạng miễn nghĩa vụ quân sự vì là con trai độc nhất của liệt sĩ nhưng anh vẫn quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ cao cả hình ảnh người cha đã hy sinh người thầy giáo thương binh rồi hai người lính trẻ bịm dịm chia tay người thân lên đường nhập ngũ, tô điểm truyền thống hào hùng dựng nước và giữ nước của người dân đất Việt. Nhiều chi tiết tạo điểm nhấn khiến người đọc người nghe không khỏi thổn thức như hình ảnh người mẹ gạt nước mắt tiễn con trai duy nhất lên đường nhập ngũ. Cuộc chiến khốc liệt giữa quân giải phóng Việt Nam và quân Pol Pot trên mảnh đất Campuchia hay sự hy sinh của ngọ để lại biết bao ân hận dây dứt trong lòng nhân vật tôi từng trang viết dường như thấm đẫm cảm xúc của tác giả thấm đẫm máu và nước mắt của... thưa các bạn nữ nhà văn nguyễn hương duyên ở mảnh đất quảng bình trang trang nắng cát ghi dấu ấn ở các truyện ngắn viết về đề tài tình yêu và hôn nhân từ tập truyện ngắn bến đợi nhọc nhằn ở giữa những người đàn ông cho đến hai chị em và gần đây là viết tặng anh từ căn bếp này đều xoáy vào thân phận người phụ nữ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn một sáng tác như thế của nữ nhà văn Nguyễn Hương Duyên, chuyện Bếp lửa còn nồng. Biên giới ra riêng còn lạnh già đinh hiêng cho thêm những gộc củi khô nứt vào bếp lửa đã bắt đầu đượm than ý tứ cụ rút em xuống khỏi cầu thang để lại không gian cho một đàn ông và một đàn bà cùng bếp lửa họ không nhìn nhau nhưng không ai bảo ai đều tiến lại ngồi xuống hai chiếc ghế con con nhẵn thín cạnh bếp cả hai không còn trẻ anh bắt đầu lốm đốm sợi xanh sợi trắng phong xương cô cũng mờ mờ vài vết chân chim ở đuôi mắt. Gió miền biên viễn thốc từng cơn vào vách gỗ thương kín, tạo ra những âm thanh lào khào vỡ vụn. Cuộc hội ngộ này là chủ ý của anh, sau bao đứt gãy mà nguyên do không ai hạ cái tôi mình xuống một lần để hiểu ngọn nguồn cơ sự. Âm báo tin nhắn Zalo của Ngân vang lên, nhưng nội dung tin nhắn không hiển thị lên màn hình Zalo lô bạn có thông báo mới anh sững sờ chết lặng ngân đang có cuộc hội thoại bí mật như anh cuống cuồng anh làm cái việc lén lút đáng xấu hổ anh mở điện thoại vợ ra thanh tìm kiếm với biểu tượng kính lúp đỏ quạch đang nhấp nháy thuốc giục bí mật của ngân đang nằm đó là ai từ bao giờ anh không biết tính năng ẩn cuộc trò chuyện này cho đến khi gặp hà một cô phóng viên độc thân dạn dĩ anh có yêu hà không anh không cắt nghĩa được nhưng rõ ràng là anh bị hà cuốn theo bằng những quan tâm hỏi han nho nhỏ đơn vị anh nằm ở tít núi xa quanh năm suốt tháng đồng đội chiến sĩ quây quần bên nhau năm thì mười họa mới có đoàn khách viếng thăm lao sao hết mình rồi họ đi để lại khoảng trống vắng hẫng hụt trong lòng những người lính xa nhà không có lý do gì để kìm giữ một người đàn bà độc thân một khi họ đã quyết chí yêu ai đó ban đầu anh chỉ xã giao rồi tâm trí cứ hướng về hà lúc nào chẳng rõ không lên được thì hà nhắn tin gọi điện gọi tít tít và chuyên cần hơn cả ngân hơn cả hai đứa con luôn ngóng bố về Em chỉ xin anh một đứa con. Em không mong cầu gì hơn nữa. Hà luôn lặp lại mong mỏi ấy cho đến khi anh siêu lòng. Thời gian đầu anh vẫn giữ lịch về tranh thủ đều đặn, sửa lại cho con cái học bản long ốc, mắc lại cho vợ cái giàn phơi bị sộc sạch, rồi cùng vợ con đi thăm nội ngoại. Những ngày tranh thủ luôn trôi vèo vèo, lần nào cũng như lần nào, nhanh đến thẳng thốt về nhà, anh không liên lạc với Hà. Anh cũng không cho phép Hà nhắn tin hay gọi cho anh trong những ngày ấy. Với anh, về nhà, anh muốn trọn vẹn. Nhưng Hà đã bày cho anh cách giấu đi những dòng nhớ nhung hờn dỗi của cô bằng cách truyền của hội thoại của hai người vào vòng bí mật. Của hội thoại nếu không biết mật khẩu thì không ai có thể mở được. Miễn cưỡng, anh để Hà thao tác cho mình rồi thỉnh thoảng không có vợ bên cạnh anh lại vội vã trả lời cô để cô yên lòng anh không nhớ những cuộc gọi hình ảnh từ ngân cho anh từ anh về nhà thưa dần từ bao giờ mọi thứ cứ vơi dần như một cốc nước đầy để giữa gió không ai đụng tới cũng cạn như bìa cuốn sách quên trên giá màu phai dần theo tháng năm anh chỉ không biết Ngân đã trông thấy anh ở thị trấn của Hà. Hai người tay trong tay bước ra từ quán ăn sáng, hệt một đôi vợ chồng mới cưới. Tuần ấy, anh báo con lịch tuần tra đột xuất, nên Ngân đã quyết định đi dự đám cưới con đồng nghiệp một mình. Không ai nghĩ có sự trùng hợp chéo ngoe đến thế. Anh càng không ngờ Ngân biết, nhưng chỉ câm lặng và xa lánh anh thay vì nổi cơn lôi đình như những cơn ghen lệ thường vốn dĩ anh biết vợ mình là một người đàn bà có nhan sắc sống khá nghiêm túc anh vẫn biết ở tuổi ngân đàn ông buông lời ong bướm không ít nhưng không hiểu sao vì quá tự tin nên anh chắc chắn ngân không đời nào dám bước qua những rào cản đạo đức hay tại anh nghĩ với hà anh chỉ giải trí cho thêm gia vị cuộc sống anh chưa hề có ý định bỏ cái gia đình này để chính thức với hà hà cũng thế cô không đòi hỏi một sự ràng buộc nào cả cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân cô chỉ cần yêu anh và được anh đáp lại là đủ nhưng bằng sự lạnh lùng của vợ anh càng cho phép mình dành thời gian nhiều hơn cho hà giờ thì đã rõ vì sao ngân hết mặn mà anh buông điện thoại xuống sau khi định vung tay ném đi trong cơn giận dữ vừa lúc ấy thì ngân từ vườn bước vào vẫn không nhìn anh như mọi khi cũng không cầm lấy điện thoại như anh dự đoán cô thản nhiên lau dọn nhà cửa từ bao giờ anh không còn tồn tại trong mắt ngân nữa từ bao giờ giữa hai vợ chồng chấn dứt những câu bông đùa dí dỏm từ bao giờ Em dạo này rất khác. Anh liếc chiếc điện thoại và mở lời. Ngân không ngừng tay, lời cô bật ra như trực chờ từ ngàn năm trước. Em rất khác lâu rồi, giờ anh mới biết đấy chứ. Cô nhìn anh, cái nhìn khiến anh bút hết từ sống lưng lên đỉnh đầu, lạnh băng và trống rỗng, và coi thường. Anh định nói về chiếc điện thoại, về cái biểu tượng kính lúc đỏ lừ đang phồng lên xẹp xuống nhưng ánh mắt của ngân khiến anh từ bỏ ý định trong đầu anh bùng lên suy nghĩ trả đũa đừng tưởng mình cô ngon tôi cũng không thiếu đàn bà có những dạn nứt mà chính sự xa cách đầy tan vỡ đến rất nhanh không ai chịu mở lời với ai ngân không nhắc đến cuộc phát giác hôm ấy cô kiêu ngạo không cần điều tra xem đối thủ của mình là người như thế nào. Vũ bất cần không hề nhắc đến cuộc thoại bí mật có biểu tượng kính lúp lập lẻ đó nữa. Hầu như chỉ còn sự liên lạc giữa Vũ và các con. Hai đứa con ngơ ngác đến độ, chúng chẳng buồn gọi cho cha mỗi khi rảnh rỗi. Nếu Vũ có gọi cho chúng, chúng lúc nghe lúc không. Như thể chúng sợ đối mặt với một bí mật khủng khiếp mà chúng không có cách nào khám phá được. Rồi Hà có thai, ở cái tuổi ngoài 40, Hà đã được làm mẹ. Dẫu khát thèm bấy lâu, nhưng sự hiện diện của đứa con vừa hoài thai với người đàn ông cô tôn thờ vẫn khiến cô bối rối. Nên cô giấu vũ cho đến khi không thể giấu được nữa thì Vũ mở lời. Anh ly dị để lấy em đây gắn bó lâu với Vũ, Hà hiểu đây không phải đề nghị mà là một quyết định được thông báo. Không cần đâu, em vẫn không có ý định buộc đời mình vào anh bằng một tờ giấy có đóng dấu đỏ. Anh cứ làm cha con em, nhưng chỉ làm người đàn ông của em như bao lâu là đủ. Giọng cô giáo hoảnh và kiên quyết, nhưng Vũ còn quyên quyết hơn. Đằng nào phía Ngân cũng đã có người đàn ông khác đằng nào hai người cũng chẳng còn dành sự quan tâm cho nhau vậy thì duy trì một cuộc hôn nhân lỏng lẻo để làm gì giáo hoành vậy nhưng niềm kiêu hãnh rất đàn bà trong hà được bồi đắp ừ thì chồng cũng được chứ sao chẳng phải bao lâu vũ đã sống cùng cô như một gia đình nói cho em nghe vì sao anh quyết định ly hôn với vợ hà không thỏa mãn với quyết định đột ngột của anh dường như linh cảm đàn bà cho cô thấy cô và đứa con chưa phải là điều duy nhất kéo anh về phía mình nói cho em nghe vợ anh phản ứng như thế nào vì giữa bọn anh tình cảm đã cạn vũ ngắn gọn vũ lúng túng sự không rõ ràng ấy khiến hà bí mật tìm về nhà vũ về trường ngân về nhưng không gặp ngân chỉ tìm hiểu cô ta không có bồ cô ta sống rất lành mạnh chỉ hơi khép kín và đơn điệu chừng đó biểu hiện có đủ lý do cho cuộc chia tay vốn dĩ vũ chưa bao giờ muốn hà bỏ mấy buổi quan sát ngân từ xa không khỏi chạnh lòng với nhan sắc và vóc dáng của người đàn bà đang vào độ chín nồng nàn cô ta kiêu hãnh và duyên dáng trong từng cái vuốt tóc cô ta rất xứng đôi với vũ vậy tại sao vũ chịu chia tay đã có chuyện gì mà vũ không nói hà không dám nắm lấy hạnh phúc đang sừng sững bước vào cuộc đời mình cô không dám tin đó là sự thật linh cảm lại là linh cảm cho cô biết không nên quá mừng vui em không muốn có anh rồi lại mất như cái cách vợ chồng anh đang đánh mất nhau hiện giờ cứ để em đi bên cạnh anh lặng lẽ trao cho anh cả cuộc đời mà không cần sự ràng buộc nào cả mong anh hiểu cho em có cái gì đó như một sự nén rất nặng từ từ rời khỏi hơi thở anh anh xiết hà vào lồng ngực vạm vỡ thương cô thắt lòng một nỗi thương vì bất lực khi anh tự biết mình khó có thể mang đến cho cô điều cô mong mỏi không cần phải hòa giải phức tạp cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh vì không có chia bôi tranh chấp gì tại sao chóng vánh thế mà cả anh và ngân không cắt nghĩa được kiểu như một cuộc giận dỗi không ai chịu thua ai vẫn ánh nhìn ấy hoặc không thèm nhìn vào anh, Ngân lại khiến anh bút sống lưng và tự ái. Cô đã có người đàn ông bí mật mà còn tỏ ra thanh cao đến vậy. Tôi giải thoát cho cô vừa lòng, nhưng người đó là ai? Đến giờ, anh vẫn không có lời giải. Mà thôi, sớm muộn gì điều đó cũng sẽ được công khai theo cách mà Ngân muốn. Buổi chiều, anh chính thức lấy những vật dụng cá nhân cuối cùng để rời nhà. Ngân cũng có mặt. Chiếc điện thoại của Ngân vẫn nằm trên bàn ăn đầy thách thức. Nó nằm đó như nằm trong ký ức anh với những âm báo tin nhắn không hiện nội dung lên màn hình chủ. Cái kính lúc đỏ quạch phồng lên xẹp xuống trong tâm trí khiến anh muốn nghẹt thở. Giờ thì các người vui mừng thông báo với nhau, là đã ly dị được tôi chứ gì. Anh đứng nhìn chiếc điện thoại chân chối. Ước gì anh có thể đập tan nó ra, xem bí mật sau chiếc kính lúc đáng ghét đó là gì. Thằng cô lớn buồn thiêu hỏi. Thỉnh thoảng ba có về nhà này nữa không ba? Anh không nhìn nó, anh nhìn sang chỗ Ngân đang đứng. Anh hy vọng ngân sẽ có một phản ứng gì đó để anh biết ít nhất là ngân vẫn còn cảm xúc với anh nhưng không ngân thản nhiên đến cầm lên chiếc điện thoại và dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình nhấp nháy anh tuyệt vọng thở dài ôm lấy thằng con đã cao bằng mình nghèn nghẹn có bất cứ chuyện gì con nhớ gọi cho ba ba luôn là ba của anh em con nói với em con là hãy ghi nhớ điều đó, nghe con. Những tiếng cuối cùng anh gần như van vỉ con, nhưng không ngờ tạo hiệu ứng tức thì, thằng con cũng ôm lấy anh khóc ồ ồ. Anh không biết nó hiểu chuyện đến mức nào, anh cũng không biết ngân đã làm gì, nói thế nào để các con chấp nhận cuộc tan vỡ này mà không oán than trách móc. Anh chỉ thấy mình có lỗi anh cũng thấy ngân có lỗi thêm một lỗi chung nữa là không ai chịu nói chuyện với ai vậy đấy đôi khi thói kiêu ngạo trong mỗi người lại bị xem nhầm làn lòng kiêu hãnh đã có ai tự hỏi mình cần gì nhất chưa đã có ai nói cho nhau biết hiện giờ giữa hai người điều gì là quan trọng nhất không ai cả và cuối cùng cả bốn người trong một gia đình vốn dĩ vô cùng hạnh phúc đều đau khổ con cái không có lỗi sao bắt chúng phải gánh vác dạn vỡ do người lớn gây ra hà đã đúng khi không kết hôn với anh bởi lúc đang vụ trộm anh cư xử khác giờ thành người tự do anh lại trở nên đáng ghét anh hay ngồi trầm tư Hà nói gì anh không để tâm. Đến khi Hà gắt lên, anh lại ngơ ngác, rồi xin lỗi. Đêm, anh hầu như không ngủ. Chẳng chọc một lúc sợ Hà bầu bí mất ngủ theo, nên anh ra sân hút thuốc. Đó là những lần anh về tranh thủ. Còn lúc ở đơn vị, anh cũng ít gọi về. Hà gọi vài cuộc gọi nhỡ, anh mới chịu bắt máy. Hà không giận anh linh cảm của cô về mọi chuyện đều đúng từ đầu đến cuối đều là ở phía cô làm sao có thể trách anh ngân bất ngờ khi người đàn bà ấy chủ động nhắn tin hẹn gặp mình để làm gì chẳng phải cô đã giải thoát cho vũ để họ tự do đến với nhau rồi sao hay gặp để đòi chia tài sản cho đứa con mà cô ta đang mang trong bụng bao năm vợ chồng, những gì chắt bóp được, cô và Vũ làm được cái nhà, mua được cái xe ô tô nhỏ nhỏ cho cô tiện đưa đón con, giờ cũng đã cũ. Cô biết chia gì cho cô ta đây? Sao Vũ lại để cô ta ngang ngược như thế? Mà thôi, người quý thế còn cho không được, nhà xe thì có là gì? Nên cứ gặp, xem cô ta chơ chẽn đến mức nào bờ sông chiều cuối xuân nồm nam len lén trườn qua những đám ruồi nâu úa mặt trời hắt những dáng hồng qua chùm mây lơ đãng in xuống đáy sông những vệt màu rung rinh theo sóng nước ngân đến rất sớm chuẩn bị thật kỹ những điều đáp trả trừ hai đứa con của ngân ra cô ta cần gì ngân cho hết để xem vũ xử sự, sự như thế nào tôi trả lại vũ cho chị. Hà rẻ rặt sau khoảng im lặng quá lâu giữa hai người. Ngân hơi bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra bình thản chờ đợi xem đối phương giờ tiếp chiêu gì. Chị cũng đừng nghĩ tôi có âm mưu gì. Hà như đọc được tâm tư của người đàn bà đang cố giấu cơn run nhẹ nhẹ ở mỗi cái vút tóc. Tôi chưa bao giờ có ý định kéo anh ấy ra khỏi cuộc sống của chị anh ấy là mẫu đàn ông khiến cho bất kỳ phụ nữ nào gặp cũng siêu lòng tôi chỉ đánh cắp của chị đôi chút mượn đôi chút anh ấy cũng chẳng mất gì nhưng tôi không ngờ có ngày hôm nay anh ấy bỏ chị nhưng vẫn không thuộc về tôi nói cho đúng tôi chưa bao giờ có anh ấy Ngân nhìn thẳng vào mặt người đàn bà đang bụng chửa vượt mặt, cố hiểu mục đích của cô ta cho cuộc gặp này. Cô nói như thể cô là nạn nhân. Tất cả chúng ta đều vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Hà thở dài. Cô ngạo mạn đến mức có trong tay bóng vật mà không muốn giữ. Đàn ông, dẫu bị đời đánh cho bầm dập, thì sự tôn trọng của người vợ dành cho họ sẽ vượt họ đứng vững tôi yêu sự phóng khoáng điển trai của anh ấy chắc gì không có tôi gia đình chị vẫn yên ổn bởi người đàn bà khác anh ấy yêu chị nhưng không vượt qua được sự cám dỗ từ tôi đàn ông căn bản giống nhau ở một điểm cần sự chia sẻ và thích mới lạ chẳng ông nào tài giỏi và sắt đá đến mức từ chối đến với yêu thương và lãng mạn cả nếu chị vẫn giữ thái độ như thế thì không người này cũng người khác lôi anh ấy ra khỏi chị tất cả chúng ta đều sai lầm và gây tội với những đứa trẻ cô đã từng nghĩ đến nỗi buồn của các con cô chưa cô có nghĩ đến lúc phải đưa mọi thứ về trật tự cũ ngân sững sờ đầu ong ong dẫu chuẩn bị kỹ tâm lý cho cuộc gặp nhưng cô vẫn không lường trước được tình huống này có cái lý nào mà người đàn bà thứ ba tự cho mình cái quyền đi dạy dỗ tình địch kiểu như cô ta không cô không tìm đến cô ta là may phúc cho cô ta rồi ấy chứ đuối lý mệt mỏi cay đắng ngân nhìn sang người đàn bà mới của chồng với cái bụng to tướng đang nâng lên hạ xuống theo nhịp thở dồn dập tóm lại cô hẹn cho được cuộc gặp gỡ này để làm gì tôi nhường vũ cho cô không điều kiện cô còn mong gì nữa hà bật cười chua chát cô xem anh vũ là gì mà có thể thốt ra từ nhường dễ dàng đến thế hạnh phúc lứa đôi không phải là kiểu cưới nhau về rồi ai lo việc nấy và nghĩ mình như thế đã là vĩ đại cô nghĩ cô là một thạc sĩ giỏi giang nên không cần phải cúi mình trước ai cô nghĩ cô toàn vẹn ở nhà dạy dỗ con trong lo gia đình dòng tộc là sự hy sinh lớn lao chính vì suy nghĩ ấy cô luôn muốn vũ phải bù đắp cho cô mọi thứ cô quên mất rằng để có được đồng lương cao ngất gửi về cho cô chăm lo anh vũ phải sống hít thở trốn rừng thiêng nước độc hy sinh mọi nhu cầu thuộc về thế giới văn minh chị có biết mùa đông biên giới khủng khiếp thế nào không Chị biết người đàn ông của chị chống chọi với sự xa cách và khắc nghiệt ở nơi trốn ấy không? Anh ấy nhớ chị. Đêm khuya không muốn làm chị mất ngủ nên không dám gọi về cho vợ để vợi cơn nhớ. Anh ấy chịu đựng. Để rồi tôi đánh vào điểm yếu ấy. Đời này chỉ cần một thái độ vùn vã đã khiến đối phương cảm kích. Huống chi là sự quan tâm lo lắng vào mỗi đêm dài cô đơn tôi đánh vào điểm yếu ấy nước chảy đá mòn chị hiểu không ngân yếu ớt sao cô lại tự cho mình cái quyền lên mặt với tôi rõ ràng cô đang lấy những thứ thuộc về mẹ con tôi mà còn lớn tiếng hà đưa tay sờ vào bụng mình từ đầu tôi xác định mình đơn thân nuôi con thế gian này vẫn đầy hoàn cảnh như vậy chỉ cần giữa đàn ông và đàn bà thỏa thuận bí mật ổn thỏa với nhau chuyện này xấu hay tốt còn tùy vào góc nhìn của chị chị đang vai bị hại chị thấy tôi xấu nhưng nếu chị là bạn tôi và không biết anh vũ là ai chắc chắn chị sẽ có tâm trạng khác sẽ vui mừng cho tôi mà thôi tôi không giành giật chi với chị hết tôi có đứa con thu nhập tôi thừa sức nuôi con một mình. Chị và anh Vũ còn tình cảm với nhau. Hai người hàn gắn lại là hợp lẽ nhất. Đây là nỗ lực cuối cùng của tôi. Còn lại thì tùy hai người còn duyên hay không nhá. Hà đi rồi. Ngân ngồi bó gối thật lâu nhìn màn đêm bắt đầu nhuộm sẫm. Chồng công tác xa. Một mình cáng đáng những việc thường ngày. Lúc gọi cho chồng để chia sẻ thì anh bận lúc anh gọi lại thì nỗi niềm cũng tạm lắng ngân mặc định luôn chuyện chịu đựng và không chia sẻ cùng chồng những khúc mắc thường ngày vũ thì không muốn vợ lo chỉ kể vợ nghe những chuyện tiếu táo từ bao giờ hai người đã lơi tay nhau hệ quả của chuyện vợ chồng chia tay là con hư ngân chưa lường được chuyện này trước khi hiếu thắng ký vào tờ đơn ly hôn vũng lại càng không nghĩ đến bởi anh đã quen với việc giao phó toàn bộ việc dạy dỗ con hàng ngày cho vợ nhưng anh quên mất rằng sự có mặt mỗi lần anh về chính là chỗ dựa vững chắc để các con tựa vào đó cùng mẹ đi qua sự thiếu vắng mẹ đã lặng lẽ giờ càng lặng lẽ thêm không khí lúc nào cũng hiu hắt đến độ một tiếng thở mạnh cũng làm không khí loãng ra giờ chỗ dựa đó họa hoàn mới về về thì cha con chở nhau đi đâu đó ngơ ngác thiếu hụt ngân thấy con buồn mới lớp mười một đã hay bỏ học uống bia bây giờ thì sao những lời chí mạng của hà khiến ngân càng thêm trông chênh sao mình lại là người có lỗi chứ rõ ràng mình là người mất mát mình không làm gì khuất tất giờ bỗng dưng mọi chuyện lại giống như đang quy tội cho mình ngân nhớ buổi tối hôm ấy điện thoại của vũ nằm hở hững trên gối anh đang ở trong phòng vệ sinh thì có âm báo tin nhắn gia lô điện thoại của hai vợ chồng cùng hãng cùng đời nên mọi tính năng trên máy anh ngân đều thuộc lòng âm báo nhưng nội dung không hiện lên màn hình chờ bạn có tin nhắn gia lô mới ai nhắn cho anh vào giữa khuya thế này linh cảm của người vợ thường xuyên xa chồng khiến ngân thắc thỏm đợi chồng ngủ say ngân lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra không có gì cả ngân còn không để ý góc trái màn hình có một chiếc kính lúc đỏ lòm đang nhấp nháy thật lạ sao gia lô có âm báo mà mở ra lại không thấy gì cả ngân hỏi cô bạn thân kinh doanh điện thoại và được bạn chỉ cho một tính năng ẩn cuộc thoại nếu cần ai mà vũ phải bí mật thế lại còn nhắn vào giữa khuya ngân ngờ vực mà chưa muốn hỏi bởi vũ vẫn thế không có biểu hiện của sự đổi thay và rồi cái lần thấy vũ tay trong tay với người phụ nữ ấy mọi thứ vỡ vụn trong ngân cô cũng là đàn bà cô cần sự đỡ đần từ chồng trong từng bữa ăn giấc ngủ nhưng cô yêu anh chấp nhận mọi thiệt thòi là một người vợ lính như bao người vợ lính khác. Cô chỉ cần anh hiểu điều đó để bù đắp cho cô từ trong ý nghĩ đến mọi thứ trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng anh đã làm gì thế này? Bao điều đẹp đẽ trong ngân, phút chốc tàn rụi. Hệt như một vườn hoa kiều diễm bị bão vùi. Hệt như một ngôi nhà lộng lẫy bị cơn động đất san phẳng. Hôm ấy, Ngân đã bốc điện thoại gọi ngay cho chồng định xối xả tuôn ra bao lời cay đắng nhưng vũ tắt liên lạc tắt theo kiểu điện thoại đi vào vùng không có sóng cảm giác ê chề càng khiến ngân chết điếng cô im lặng và tỏ thái độ xa cách từ ngày đó giá mà vũ nhận thấy thái độ khác lạ của vợ phải tìm hiểu ngay ngọn nguồn nhưng anh đã không làm thế khuya, thật khuya, bếp chỉ còn than đỏ, rực lên trong hơi gió thỉnh thoảng trườn qua vách ván. Ừ, đáng ra, anh nên hỏi sao dạo này thái độ em lạ thế. Vũ lấy đũa bếp tải than ra, thở dài. Và đáng ra, em cũng không nên im lặng bất cần như thế. Ngân im lặng, cười rất nhẹ cô nhớ sau ly hôn thỉnh thoảng anh vẫn về nhà thăm con thỉnh thoảng các con đề nghị anh ở lại nhưng vì ngân không nói gì nên anh lại buồn bã đi thực ra bao lần ngân muốn giữ nhưng có điều gì đó uất nghẹn trong ngân ngăn không cho ngân nói ra những lời nhẹ nhõm nhà là của chung nếu anh thực sự muốn ở lại thì đâu cần ai níu kéo ý nghĩ ấy kéo tuột ngân về hướng hờn tuổi, ghen tuông âm thầm. Vũ vẫn luôn hong hóng từng bước chân của Ngân. Sao cô ấy mãi vẫn chưa tái hôn? Gã bí mật sau kính lúc lập lòe ấy đâu rồi? Hay gã chỉ treo cợt cô ấy cho cuộc sống thêm phần thi vị? Nhưng anh nào có hơn gì người ta? Ngân là vợ anh mà anh vẫn còn lừa dối, huống hồ là vậy nhưng sau này anh lo cho mẹ con hà cứng cáp thì anh về đơn vị ở hẳn vẫn là hà nhắn tin cho ngân tôi chính thức trả vũ cho chị rồi đấy hai người còn tình cảm thì về lại với nhau đi suy cho cùng đàn bà với đàn ông khác nhau ở chỗ đàn bà lỡ có phản bội chồng thì chẳng mấy ai được chồng tha thứ nhưng rất nhiều đàn ông sau khi dứt áo ra đi đều đã quay trở về vậy có phải đàn bà hơn đàn ông ở lòng bao dung hay không ngân không ngờ người đàn bà ấy nỗ lực hàn gắn hai người quay trở lại đến thế con người thường không có ngoại lệ cho lòng ích kỷ nhất là chuyện đàn ông đàn bà nhưng có lẽ cô ta nói đúng vũ chưa bao giờ thuộc về cô ta chính câu chuyện con hư đã kéo hai người xích gần lại để rồi buổi ngược ngàn này là cuộc hẹn hò đầu tiên sau mấy năm anh chân thành bày tỏ mong muốn tái hợp nhiều khi ngân không tự lý giải được mong muốn của chính mình là gì dù rằng hà đã nói rõ cô ta chỉ xin chồng ngân đứa con dù rằng vũ đã nhận hết cái sai về mình sao cô vẫn khó vượt qua được những đau khổ của người đàn bà yêu chồng bị chồng phản bội chẳng phải chỉ vì chuyện hà mang thai mà vũ đã vội vàng ly hôn với mình sao? làm sao tin được lời anh nói? nhưng em cứ lên một chuyến mình nói chuyện, trở lại hay không tùy em quyết định. và rồi ngân bắt xe đi như thủa đang yêu thỉnh thoảng lên thăm vũ, vẫn là những vách núi sừng sững thẳm xanh, vài ngọn thác đổ xuống lưng chừng nhìn xa như dải lụa yêu kiều ra xuân hoa rừng hớn hở trải thảm muôn nơi rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày bao cảm xúc ngày cũ ùa về nồng nàn ngân lên trong trái tim bốn dĩ từ lâu bị ngân then cài cửa đóng ừ thì ai chẳng có lúc lỗi lầm cơ bản tình yêu trong ngân có đủ lớn để rộng lòng đón nhận sự hối lỗi chân thành từ vũ ừ thì hôn nhân nào phải chỉ của riêng ngân hay vũ nó còn là vui buồn hạnh phúc của con cái mình thỏa mãn cái tôi của mình mà kệ nỗi buồn câm lặng của con sao chẳng phải sâu thẳm ngân vẫn chỉ có vũ dù bao năm qua không ít đề nghị chung đôi từ những người đàn ông khác ừ thì coi như duyên chưa hết nặng nề mãi chuyện cũ cũng chỉ khiến bản thân lạnh lẽo thêm bao nhiêu hờn tủi trong ngân tuôn ra như suối tựa như một cuộc tẩy trần lần cuối để rồi mới có cuộc hội ngộ bên bếp lửa ấm sực này màn lắng lại những buồn vui được mất chỉ cần biết cô ấy có thai anh đã vội ly hôn sao giờ lại muốn quay lại chứ câu hỏi tràn ra sau những kìm nén ấm ức của ngân khiến vũ giật mình không phải vậy trước sau cô ấy chỉ muốn xin anh một đứa con anh cũng tâm niệm thế vũ ngắn gọn rồi im bặt ngân cũng im lặng kiên nhẫn chờ một lý do khác có thể thuyết phục được mình là vũ ngập ngừng anh phát hiện em có người đàn ông khác nó nằm ở đây vũ lần túi áo ngân lấy ra chiếc điện thoại sau chiếc kính lúc đỏ này như anh với hà và rồi anh ngóng mãi sự xuất hiện của người ấy trong đời em sau khi mình ly hôn người ấy là ai đâu rồi anh luôn muốn hỏi em câu đó ngân òa khóc sau vài giây sững sờ sững sờ như cái lần trông thấy anh và hà tay trong tay ở thị trấn nọ sự bất ngờ nào cũng gây ra cảm giác chới với. Nhưng đây là bất ngờ, khiến Ngân như chút được khối đá nặng chịu trong lòng. Nó là của Thụy, đứa bạn thân của em từ hồi cấp 3, anh gặp mấy lần rồi. Ngân thút thít giải thích. Vậy sao anh không hỏi em? Vậy sao em phải bí mật? Vũ vặt lại. Ngân nghiêm mặt nhìn thẳng vào Vũ. Vì anh, vì âm báo đến giữa khuya cái giờ chỉ những người yêu thương nhau mới nhắn em lén mở máy anh mà không thấy gì cả em tâm sự với thủy thủy đã lấy số của em và thủy làm ví dụ hướng dẫn cho em rồi em cứ để thế không hủy đi mà cũng chưa biết cách hủy không có người đàn ông bí mật nào cả em không có nhu cầu ngân lại thút thít vừa lúc ấy thì ra lô ngân có âm báo vẫn không có nội dung hiện lên màn hình chờ ngân mở cuộc thoại ra nhấn 5 lần vào một con số thì hiện lên tin nhắn của thủy mày gặp vũ chưa coi người ta thật lòng thì về lại với nhau đi nhá cô đơn mãi cũng buồn mày ạ à. vũ lặng đi mặt anh đờ ra thật khó tả già đinh hiêng từ sau vách ván khẽ khàng chêm thêm củi vào bếp một thanh đóm được châm lên những sợi lửa len lói bám vào thanh củi khô nóng từ từ bùng cháy vũ nhìn già với lòng biết ơn vô hạn bao năm đóng quân ở đây già luôn mang đến cho anh những tâm sự ấm áp ngôi nhà này già cho anh mượn để làm chỗ hẹn hò cùng ngân với kỳ vọng của một người già sinh ra từ núi muốn con mắt của bộ đội vui tươi trở lại như ngày nào hình như gà gáy sang canh Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn Bếp Lửa Còn Nồng của nhà văn Nguyễn Hương Duyên. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, với giọng văn sâu lắng, đầy cảm xúc, mang dấu ấn riêng như thường thấy, ở chuyện ngắn mà các bạn vừa nghe, nhà văn Nguyễn Hương Duyên đã đùng đỉnh, chậm rãi kể một câu chuyện mà chính gia đình ta hay một gia đình nào đó cũng có thể xảy ra. Vũ và Ngân, cặp vợ chồng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng hai đứa con. Thế nhưng, chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, ai cũng vì cái tôi quá cao mà không hạ mình xuống cất công tìm hiểu nguồn cơn. Không sẵn sàng trò chuyện chia sẻ, cứ giữ ấm ức trong lòng, dẫn đến sự việc trầm trọng, tâm lý chán nản bất cần. Vũ hiểu lầm Ngân có người mới, còn Ngân thì cho rằng chồng mình có bồ. Thực ra, Ngân không có ai cả, còn Vũ chỉ vì cả nể không tránh khỏi những phút yếu lòng mà cho Hà một đứa con, chứ anh không hề yêu cô. Nhưng vì thấy thái độ thờ ơ, bất cần và xa lánh của Ngân mà Vũ lại nảy sinh quyết định ly dị vợ để đến với Hà. Trong cuộc tình tay ba này, có lẽ chỉ có Hà là người tỉnh táo nhất. Cô biết Vũ không yêu mình, cô cũng biết anh cưới mình không phải do cô và đứa con đã kéo anh về phía mình. Vì thế, Hà đã quyết định không chung sống với Vũ. Tác giả đã dụng công xây dựng nhân vật Hà khá sắc nét. Hà không lợi dụng sự bất ổn của Vũ để cướp chồng người khác. Cách ứng xử của cô cũng rất văn minh. Hà chủ động hẹn gặp Ngân, giải thích mọi chuyện cho Ngân hiểu. Rằng cô chỉ yêu đơn phương và chỉ xin Vũ một đứa con. Rằng hai người nên quay về với nhau. Sau đó, Hà còn nỗ lực làm nhiều việc khác nữa, những mong hàn gắn vợ chồng Vũ Ngân. Vậy đấy, Đôi khi, thói kiêu ngạo trong mỗi người lại bị xem nhầm là lòng kiêu hãnh, có những dạn nứt mà chính sự xa cách để tan vỡ đến rất nhanh. May mà hai người trong cuộc còn có mối quan tâm chung là những đứa con và quan trọng, họ vẫn còn yêu nhau, luôn nghĩ về nhau như bếp lửa còn nồng.